nàng ảo thuật nấu nhanh bắt đầu. Nhờ gia vị nêm sẵn trong bột chiên giòn hải sản Archiquick mới, chỉ cần pha bột với nước và nhúng nguyên liệu vào rồi chiên thật vàng giòn. Siêu ngon mẹ ơi. Con muốn canh gà nữa mẹ. Rất dễ với bột chiên gà giòn Archiquick. Chỉ cần xốc bột với cánh gà là có thể chiên ngay. Archiquick nhanh mà tuyệt ngon.